gì mà dễ đánh đạch như cháy nhà ấy vậy con? Cái gì vậy? Con mới đi ship hai lọ thịt của chị Hạnh nhưng mà khách không có tiền. Thế là con đổi được mét lòng rồi, tí nữa bố con mình làm tị bia. Ôi trời hết tí. Ôi giời ơi, mày có biết là mày đổi cái mét đấy là lỗ không? Mày có biết là chị của tao bao nhiêu tiền không? Mà mày đổi mày có một mét lòng thôi à? Thôi nhưng mà làm ngon đấy cũng được, đắt một tí nhưng mà nó sắp ra miếng, thôi cứ ăn đi, được đấy. Ê, thế ở nhà xử lý đi nha, em đi mua bia đây. Đây, con gái của bố đấy, lấy về xong rồi báo con, đây phải làm đây này. 5 minutes later. Bố ơi. Ôi. Nhóm hộ con cái lửa. Tao biết rồi, cái gì chẳng đến tay tao mà sư bố nhà mày nữa. Tí nhưng mà được. Được không? Ca. Thôi tắm đi nhanh lên. Tắm đi. Chị Hạnh đi đổi mét lòng quá là hợp lý luôn. Ngon. Bố con mình làm không? Để con làm càng nha. Anh em ơi!